Nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết con chó không phải là con mèo, cũng không phải con chó, cho nên con này đó là con chó. Như các bạn đã thấy, tôi đang đứng trên một cây chuối, đang đứng kế một cây chuối con, và tôi sẽ làm một thí nghiệm cho các bạn coi biết về khoa học thêm. Đây, đây là cái lá chuối tôi mới bứt. Lúc chưa bước nó nào còn nằm trên cây, lúc bước rồi thì nó nằm trên tay tôi. Hay ghê không? Đó là khoa học chứng minh được. Cái gì chúng ta bước rồi thì nó sẽ xuất ra. Theo như tôi biết, con người chúng ta muốn tồn tại trên thế giới này, chúng ta còn phải ăn cơm. Nếu bạn muốn sống ở trên thế giới này, vậy thôi. Đừng tự tử.